tiếp theo tôi sẽ để các bạn video hướng dẫn xem dữ liệu động cơ hay cơ xuyên thành của dòng xe của Piaggio. Vâng. Ta vào hệ thống động cơ, chọn hãng xe Piaggio, sau đó chọn chức năng dữ liệu động cơ. Trên màn hình các bạn là các cái thông số của xe Piaggio đây, bao gồm có nhiệt độ động cơ hiện tại là 59 độ C, góc bấm ga đang là 0 độ, xe hiện tại không nổ máy, chạy thời gian full đang là 4.4 giây, và nhiệt độ khí nạp 31 độ C, BMAQ hiện tại đang là 13.1 V, bơm xăng đang off, và cơ thắt chân chống đang off. Ta có thể thay đổi cái chân chống của mình thấy là cái thông tin ở trên máy thay đổi bình thường, chúng ta cũng đang chân chống tốt. Tốc độ xe hiện tại đang là 0 km/h. Trạng thái của các cảm biến hô từ thứ nhất đến thứ ba. Vâng, phanh tay đang ỏ. Vâng, phanh tay đang ỏ nỏ. Nhấn công tắc khởi động. Dạ, nút khởi động hoạt động bình thường. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ xem phần diện động cơ khi mà xe đang nổ máy. Nhiệt độ động cơ hiện tại là 60 độ C. Vâng, góc mở bấm ga sẽ thay đổi để kiểm tra. Chúng ta có thể nhìn thấy khi kéo ga lên, góc mở bấm ga thay đổi bình thường, đồng thời thời gian phun thay đổi, góc bánh lửa cũng thay đổi. Vâng, các bạn nhìn thấy các thông số thay đổi rất là đều và gì ạ, rất là dễ quan sát. Vâng, nhiệt độ khí nạp hiện tại là 31 độ C, BMAQ 13.6 V, bơm xăng của ta gì ạ, đang on, vani ACV là đang có thể ổn. Hiện tại thì có hai chìa khóa đang được đăng ký với ESU này. Tốc độ bánh xe, ta có thể khởi động xe, kéo ga để nhìn bánh xe. Vâng, tốc độ bánh xe tốt. Các cái cảm biến vị trí hôn từ hôm 1, hôm 2, hôm 3 on off bình thường. Trên là chúng tôi vừa cho các bạn xem phần hướng dẫn kết nối để xem dữ liệu động cơ hay là thông số thành của xe của hãng Piaggio. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin trọng cảm ơn. Xin chào các bạn. Tiếp theo
tôi xin gửi đến các bạn video hướng dẫn sử dụng chức năng kích hoạt để kiểm tra các cơ cấu chấp hành của xe piezo Vespa. Đầu tiên ta chọn xe piezo Vespa, chọn chức năng kích hoạt kiểm tra. Ở trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy là các cơ cấu có thể kích hoạt kiểm tra được, và có rất nhiều cơ cấu và các cái đèn hiển thị ta có thể kiểm tra. Ở đây tôi sẽ kích hoạt một vài cơ cấu để các bạn có thể quan sát. Ví dụ tôi kích hoạt kim phun. Ok, chúng ta có thể nghe thấy kim phun mở. Chúng ta nghe thấy kim phun đóng mở. Điều này chứng tỏ mạch điều khiển kim phun hoạt động bình thường, đồng thời kim phun hoạt động. Tiếp theo, tôi sẽ thử kích hoạt bơm xăng và khí hoạt. Bơm xăng hoạt động tốt chứng tỏ mạch điều khiển bơm xăng và bơm xăng tốt. Ta có thể định vị lại vô năng và tiếp theo tôi sẽ kích hoạt một số cơ cấu khác. Ví dụ ở đây tôi kích hoạt đèn pha cốt. Thiết bị yêu cầu ta bật công tắc đèn pha cốt lên. Hiện tại tôi đang bật, chọn ok. Các bạn có thể nhìn thấy đèn sáng xong tắt. Điều này chứng tỏ gì ạ? Đèn tốt, mạch điều khiển đèn hoạt động bình thường. Vâng, hoặc là ta có thể kiểm tra cái đèn báo lỗi động cơ bằng cách chọn kích hoạt đèn báo lỗi động cơ, nhấn ok, đèn báo lỗi động cơ sáng sau tắt, các bạn có thể nhìn thấy đèn màu vàng. Tiếp theo ta có thể kích hoạt cái đèn dinamo. Vâng, các bạn nhìn thấy đèn dinamo sáng sau tắt, điều này chứng tỏ mạch đèn dinamo hoạt động tốt. Và hoặc là gì ạ? Đèn của hệ thống start top. Và chúng ta có thể nhìn thấy. Vâng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.